Tâm lý bẩm sinh là cực khó, bại não bại liệt chữa cực khó. Làm gì có chuyện ông ra ông chữa một buổi ông chữa cả ngàn người, hết sức vô lý, mới dùng cái từ thần y. Như vậy là mặc nhiên là mình tin vào một cái sức mạnh huyền bí siêu nhiên nào đó, mà gần như mình thoát ly khỏi cái khoa học. Mà ngành chức năng, ngành y là phải trên khoa học, chứ không phải ông tin vào cái thần bí. Chính quyền địa phương, quản lý chính quyền địa phương là những đảng viên, phải trên cơ sở duy vật biện chứng để nói chuyện, chứ không phải là đặt niềm tin vào tâm linh, tức là dùng gọi là thần y và quá tin vào cái biện pháp chữa bệnh mà y học là hơi khó khăn. Chữa một ca bệnh người ta bảo là như nhờ bại não bại liệt là có thể đi suốt cả cuộc đời của một con người và phải sự hỗ trợ của cả gia đình nữa. Chứ còn về mặt y học thì người ta can thiệp ở cái chừng mực nào. Còn ông này với một cái ngày, hai ngày khám chữa bệnh, ông làm cho cả ngàn người thì mình phải kiểm tra lại cái tính hiệu quả nó có thực hay không. Đây là cái mà cái vấn đề niềm tin của người dân khi đặt quá nhiều kỳ vọng vào chính quyền và ngành chức năng địa phương đứng ra tổ chức ở đây, mà rước ông này về cuối cùng là nó không hiệu quả, không mong muốn.